Trong số báo đặc biệt mừng Xuân Giáp Thìn 2024, tạp chí Kinh tế Việt Nam dành chọn chuyên mục tiêu điểm cho chủ đề vững tin hội nhập vững tâm tự cường, với nhiều bài viết phân tích và nhận định toàn cảnh kinh tế Việt Nam 2023 và những dự báo về triển vọng kinh tế 2024. Số đặc biệt mừng Xuân Giáp Thìn gồm nhiều chuyên mục, bài viết hay và hấp dẫn như Chuyên mục Chào Xuân mới với hai bài viết nổi bật Vững tin hội nhập và phát triển tác giả Nguyễn Quốc Uy Năm 2024, kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi mạnh mẽ, tác giả Anh Nhi Chuyên mục nhân vật và quan điểm với các bài viết nổi bật như Năm 2024, năm kinh tế số Việt Nam. Năm 2024, bản lề cho sự bứt phá. Kinh tế năm 2024, khó khăn và thuận lợi đan xen. Năm 2024, tìm động lực tăng trưởng mới trong khó khăn. Trong các chuyên mục tài chính và ngân hàng có bài Áp lực lạm phát năm 2024 nhìn từ thị trường hàng hóa thế giới. Triển vọng phục hồi thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Cơ hội đón dòng vốn xanh quốc tế vàng tỏa sáng trong thế giới đa biến động. Ngoài ra trong các chuyên mục chính của số Xuân Giáp Thìn còn có những bài viết tiêu biểu như Thổi luồng gió mạnh vào tinh thần kinh doanh của toàn xã hội, phỏng vấn ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, VCCI. Lúa gạo Việt Nam dạng danh toàn thế giới, tác giả Hồng Anh. Kỳ vọng thị trường ô tô khởi sắc trong năm 2024, tác giả Lê Vũ. Đà Nẵng ưu tiên phát triển ngành bán dẫn, phỏng vấn ông Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng. Đột phá trí tuệ nhân tạo, nhìn lại 2023, dự đoán 2024, nhóm tác giả Bảo Bình Hoàng Anh thực hiện. Phiên bản PDF của tạp chí số đặc biệt Xuân Giáp Thìn đã có mặt trên nền tảng báo số của công ty phát hành báo chí Trung ương. Kính mời quý độc giả đón đọc và đăng ký mua báo với nhiều ưu đãi.